bắt đầu vào buổi tối ngày hôm nay. Vẫn trong cái quãng thời gian để trợ lực cho team Hà Nội. Tối hôm nay là một đề thi nó không có trong sách của thầy. Bởi vì vẫn như cũ thì bạn nào được nâng 1 điểm tối ngày hôm nay thì bạn ấy sẽ được free cái khóa luyện đề trị giá 600 nghìn của thầy. Nhưng với điều kiện là tất cả các bạn đều phải share video về tường. Nếu bạn nào mà không share, ví dụ bạn nâng 1 không share về tường ấy, thì thầy sẽ chọn bạn nâng 2, chọn bạn nâng 3. Chẳng diễn ra không có lời giải chi tiết đâu em. Lời giải chi tiết thì thầy sẽ live stream trong nhóm, live stream ở lớp offline này, live stream ở khóa live stream nhá, sẽ có này, live stream trong khóa live này và live stream trong lớp offline để mà chữa cho các em. Hello Nguyễn Hiền, các em tối nay giảm tương tác lắm, các em xem nhanh về tường đi, xong tác các bạn vào trong video live stream này để mình bắt đầu cùng chữa bài ngày hôm nay. Công nhận dạo này giảm tương tác rồi. Dĩ nhiên mấy câu cuối dĩ nhiên phải khó rồi. Đây, hôm nay mình sẽ làm đề thi thử của Sở Dục Hà Nội để chính thức năm 2017. Hôm nọ thì mình làm đề 2018 rồi, 2018 rất chất. Hôm nay mình làm đề 2017. Các em xem nhanh về tường nhá. Bao giờ được 100 bạn thì mình bắt đầu. Hình như ngày mai là 26 tháng 3. À, không phải Việt Nam đá. Mai 26 tháng 3 đúng không? Mai 6 tháng 3 Việt Nam mới đá. Thầy ăn hạt điều để chống đói. Thầy có khóa live luyện đề nhá Thùy Bùi. Đói quá đành phải ăn. Chào Bùi Văn Thành. Hello. Các em nhanh tay. Không em ạ, VIP thì chỉ có ấy thôi. VIP thì chỉ có file PDF thôi. Không nhận cuốn này đâu em ạ. Ok, thầy giảng chậm hơn một chút. Ok. 100.000 Thúy Bùi nhá. Giá của quyển sách này 100.000, còn lại giá của khóa livestream là 600. Thầy vừa tắt rồi. Giờ mình chuẩn bị vào bài học. Các em xem lại về tường nào. Xem lại về tường này, thả chấm thật nhiều giúp thầy. Đói quá, phải tranh thủ ăn. Xong rồi mới dạy cho chúng nó. Lúc nào cũng phải tranh thủ. Thầy giáo khổ nhất của năm đúng không? Nha. Ở đây thầy có thông báo các em một chút là những bạn nào mà muốn đăng ký khóa live chữa đề hoặc là đăng ký mua sách của thầy thì có thể nghe tự inbox cho thầy. Các em nhớ nhanh tay xem lại về tường, xong rồi tag tất cả các bạn vào trong video livestream này. Vào tối ngày mai và tối thứ hai tuần sau thầy sẽ có một món quà đặc biệt dành cho tất cả các bạn của em. Tối thứ hai tuần sau nhá. Nhớ lịch ạ. Tối thứ hai tuần sau thầy sẽ có một món quà cực kỳ đặc biệt dành cho tất cả các bạn em. Chữ nhỏ chúng chính xác, thầy cũng biết là chữ nhỏ. Nhưng mà thầy hôm nay thì cái chị mà chuyên gõ đề cho thầy ấy, thì chị lại về nước rồi, chị về Việt Nam, thế nên là chị không có máy để mà chị gõ đề cho thầy, thế nên là đành phải hôm nay thì vẫn chiến đến câu 28 thôi, sau đó là thầy sẽ live cho nhỏ. Hôm nay thì mình vẫn chiến đến câu 28, sau đó thầy sẽ live cho nhỏ. Các em nhanh tay xem lại về tường đi, xong tác tất cả các bạn vào trong video livestream này rồi mình bắt đầu nhá. Đây, đội thi bây giờ mới ra này. Ok, chắc chắn là nhanh rồi, chỉnh nét á. Các em thấy nét chưa? Thầy thấy rằng là thầy bật hai máy thì thấy khá là nét, nhưng mà không biết là máy các em thì có nét không. Các em share xong tác các bạn thật nhiều đây nhá. Mới được 92 bạn, đến 100 bạn thì mình bắt đầu. Em share nhiều vào 100 bạn thì mình bắt đầu. Chữ nhỏ, thầy cũng biết vậy, chấp nhận tí. Nét rồi, cảm ơn Thế Khải. Nay đề của Hà Nội thì thầy rất là mong muốn các bạn ở Hà Nội có thể xem được video live stream này để ngày mai ngày kia có thể thi thật tốt. Hôm nay mình chiến đến câu 28. Ok, Nguyễn Văn Tài.
Thầy luôn luôn triệu lên câu 2896 bạn ạ. Ừ, mình đợi. Chào sói con tập vũ. Ui, lâu lắm mới thấy sói con tập vũ nhá. Lâu lâu lắm rồi, nét rồi, ok. Mờ lắm, thế Đình Hiếu sao kêu mờ nhỉ? Các em kiểm tra giúp thầy xem có thể bị mờ. Âm thanh ổn không? Nghe thấy thầy nói gì không các em ơi? Hello, hello. Hello, hello, hello. Xin chào tất cả các bạn và các em. Đình Hiếu đang kêu bị mờ này. Khả năng cao đấy là do mạng nhà Đình Hiếu nhỉ? À, chào Ngô Đồng. Đấy, 98 bạn đang theo dõi live stream giúp thầy xe lại về tường nhé. Xe lại về tường xong rồi tắt tất cả các bạn của các em vào trong video live stream. Ok. Vẫn là 99 khổ thế. À 101 rồi, mình bắt đầu nhé. Thầy chữa chậm chậm cho cả nhà. À, nhớ là xe lại về tường này. Nhớ là xe lại về tường. Xe lại về vuông. Bởi vì thầy nghĩ rằng là cái đề của em năm nay thì nó sẽ khá là trùng với lại đề mà hôm nay thầy chữa. Thứ hai nữa rằng là nhớ này. À, thứ hai tuần sau. Thứ hai tuần sau. Vào lúc 20 giờ 30 lại thi thử tiếp. Thi thử tiếp. Và nâu 1 sẽ được thầy tặng một quyển sách. Này, nâu 1 sẽ được thầy tặng một quyển sách. Đây, sách này của thầy. Ok, thầy mới in xong nhá. Thế mình bắt đầu này, buổi tối ngày mai này. Các em sẵn sàng chưa nhỉ? Bạn nào sẵn sàng rồi chấm cái để cho có không khí nhá. Bạn nào sẵn sàng rồi chấm cái cho không khí. Ok, mình bắt đầu nhá. Cái câu 1 là câu nhiều bạn hay sai nhiều nhất. Chứng tỏ glucose có 5 nhóm hydroxin người ta cho glucose phản ứng với. Thì nhiều bạn chọn đáp án C. Và đáp án C đáp án sai các bạn. Khổ lắm cơ. Rất nhiều bạn bị sai bị lừa ngay đây. À, kênh YouTube của thầy thì có xem được live stream nhá. Hiếu Nguyễn Giang. Trên đầu YouTube của thầy là Minh Mia. Và AGNO3 trong NA3 đun nóng thì chỉ chứng minh rằng là có nhóm chó thôi. Sứ quan lần trong NaOH chỉ chứng minh là có OH đa kè chứ không chứng minh có 5. Đây với yêu cầu số lượng 5. Natri kim loại chỉ chứng minh có nhóm OH. Vậy đáp án đúng phải là anhydrit acetic. Lúc này thì glucose tác dụng anhydrit acetic thì nó sẽ tạo thành ST5 trước em nhé. Lưu ý nhé, ST5 trước. Được chưa? Ok. Có không khí rồi đấy. À, mình sang câu tiếp theo nhé. Câu số 42. Thầy sẽ chữa cực kỳ chậm cho các em. Thầy chữa cực kỳ chậm từ câu 1 đến câu 28. Đấy, các em muốn ủng hộ thầy nhớ xe lại về tường. Xong rồi tag các bạn vào. Thầy Minh là thầy người duy nhất mà livestream đề cho các em. Ok. À, đặng công danh đúng là chính xác. Cạnh đúng, chính xác. À, câu số 42. Ở nhiệt độ cao, khí CO dư, không khử được oxit kim loại nào sau đây? Thế mình lưu ý này. CO thì chỉ khử được. Mình lưu ý nhé. CO này thì chỉ khử được các oxit kim loại đứng sau nhôm. Đứng sau nhôm. Vậy thì những thằng oxit kim loại nào mà đứng trước nhôm thì nó không khử được. Vậy thì chứng tỏ là thằng này đứng sau nhôm này được này. CuO đứng sau nhôm được này, Fe2O3 đứng sau nhôm được này. Vậy chỉ có thằng nhôm là không được. Đúng chưa? Vậy đáp án đúng mình là đáp án à. Cẩm Trang rất tốt đúng, Cao Quang Hảo đúng, Dương Công Đức đúng, Nguyễn Văn Tài đúng, Kim Thạch đúng, rất tốt. Đấy, học với thầy nhanh lắm. Thầy đấy thì là những bạn nào mà mất gốc ấy, chỉ cần ngồi nghe những cái này thôi là cũng ok rồi. Xong rồi lấy một quyển sổ, nốt lại vào trong quyển sổ. Được chưa? Thế nên thầy mới bảo là thế nên là thầy mới bảo rằng là đối với các em thì các em hoàn toàn có thể là lấy lại nguyên gốc bằng những cái đề mà thầy chữa nhá. Xe lại xong rồi là lúc nào xem thì ghi lại vào một quyển sổ. Như vậy sẽ rất là ổn cho các em. À, câu tiếp theo câu số 43. À, đun nóng dung dịch chứa mg glucose. Glucose. Với dung dịch AgNO3 trong NH3 thầy chữa chậm nhé. AgNO3 trong NH3. Thế mình lưu ý này. Trong anh glu này có một con chó. Một con chó là một nhóm xét đâu ấy nhá. Có một con chó này. Thì một con chó này thì nó sinh ra hai bạc. Thế vậy nghe tức em tìm được số mol bạc này. 32,4 mà chia cho 108 nhé. Thì bằng 0,3 mol. Vậy nghe tức mình suy ngược để được số mol glu 0,3 này. Nhân 1 chia 2 bằng 0,15. Số mol glu bằng 0,15 thì ngay tức mình tìm được số mol luôn. Là 0,15 nhân 180 thì bằng 27 gram. Vậy giá trị M của thầy bằng 27. Vậy đáp án đúng đáp án B. Đi bỏ. Rất tốt. Biên Nguyễn Hiền, Lương Đức Hồng, Lương Đức Hồng, Thuận Văn Châu, Bùi Văn Thành, Lương Đức Hồng còn ấn nhầm thành 43B.
À đúng, ma đúng chuẩn nhỉ. Sorry. Mình sang câu tiếp nhé. À, các bạn đang theo dõi video livestream, nhanh tay giúp thầy share lại về tường nhé. Xong tác các bạn vào trong video livestream này nhá. Thầy biết là ngày mai là 26 tháng 3 nhiều bạn phải đi mua, nhưng mà thầy nghĩ rằng là với những bạn nào mà đã xác định là ban A thì mình luôn luôn cháy hết mình. Đã là trai ban A, đã là gái ban A thì chấp nhận phải cày trâu thì điểm thi nó mới cao, đúng không? À, câu 44. À, chất tích câu công thức phân tử thì thầy cũng để luôn cả những cái số thứ tự câu này để cho các em quen dần với việc mà tô vào trong mã đề nhá. Đề này thì hơi nhỏ tí thì các em thông cảm, tại vì là đề này mấy chị tư vấn viên này là cộng tác viên của thầy còn chưa kịp gõ. Ok. Wow, được 120 bạn rồi. Bình thường mỗi hôm vẫn là 200 bạn cơ. Nhanh tay xe lại về tường nhá. Câu 44. Chất tích có công thức. Wow, Cẩm Trang tốt, Đặng Công Danh tốt, Nguyễn Văn Tài tốt, Nguyễn Thế Khải tốt. À, chất tích có công thức phân tử là C4H8O2. Khi viết tác dụng là nào, hoạt đun nóng thu được chất y công thức. À thế bây giờ thầy viết phương trình để cho em nhìn. Nó cũng dễ thôi. C4 này, H8 này, O2 này, cộng NaOH này. Đun nóng sau phản ứng thì thu được là CHO2Na. Thế còn cái chất còn lại, nhìn nó này cộng 4 này, trừ đi 1 này, thì còn là C3 này. H8 này, cộng 1H9 này, trừ đi 1 này, thì còn H8 này. O2 này, cộng 1O là O3 này, trừ O2 này, thì còn 1O này. Được chưa? Vậy anh C3H8O đúng không? Vậy thì chắc chắn anh này là ancol rồi. Ancol mà C3H8O thì chỉ có thể là C3H7OH. Đúng không? Thế vậy chắc chắn anh này este sẽ có dạng là COO C3H7. 4 carbon này, trừ đi 4 carbon, vậy là hết rồi. Vậy đầu này phải là HCO C3H7. Và mình nhìn D loại, C loại, B loại chỉ một A thôi mà. Cái đáp án đúng của mình là đáp án này. Ok chưa các em? Đấy, thầy có những cái cách làm rất là ổn để cho tất cả các bạn và các em đều có thể hiểu được, mất gốc cũng có thể hiểu được. Thế nên là giúp thầy tác các bạn mất gốc ở trong video live stream này nhá. Đấy thì trong cái khóa mà live của thầy, cái khóa live ấy, thầy sẽ chữa đề ở trong cái bộ đề của thầy mà thầy tổng hợp kia, thì thầy sẽ giải cực kỳ chậm như này cho các em cùng nghĩ. Mình tiếp tục nhé. Sang câu số 45. Thí nghiệm nào sau đây sau khi kết thúc các phản ứng có tạo thành sản phẩm kim loại? Thí nghiệm là sau đây kết thúc các phản ứng có tạo thành sản phẩm kim loại. Thế mình lưu ý này, bây giờ mình viết phương trình. Đồng với sắt 2 có phản ứng với nhau không? Thì lưu ý này, đồng cộng với lại sắt dương 2 không xảy ra phản ứng. Tiếp tục bạc cộng vào sắt dương 2. Bạc cộng với lại sắt dương 2 thì nó tạo thành bạc cộng với lại sắt dương 3. Được chưa? Vậy là có, đúng không? Tạo thành sản phẩm kim loại, vậy AB có tạo thành sản phẩm kim loại. C này, đồng vào sắt 3. Đồng cộng với lại sắt 3 cộng để tạo thành đồng 2 cộng cộng với sắt 2 cộng. Có phản ứng nhưng không sinh ra kim loại. Kim loại kali và CuO4. Kali cộng CuS4 thì đầu tiên kali cộng nước trước để tạo thành là KOH các em nhé. Sau đó KOH mới cộng với CuS4 để tạo thành CuOH 2 lần cộng với K2S4. Kết tủa màu trắng xanh. Đấy chưa? Rất nhiều bạn bị lừa là kali để đồng đấy, thì là những bạn đã bị sai. Hiểu chưa? Và đáp án đúng nhất của mình nó phải là đáp án B bỏ. Ok, Biên rất tốt, Kim Thạch đúng, Bùi Văn Thành đúng, Quang Huy Vũ đúng, rất tốt. Đấy. Đề cũng dễ mà, thực ra này từ câu số 41 cho đến câu số 60 thì toàn là câu dễ thôi. Đúng chưa? Tiếp nhá. Mình sang tiếp này. Câu tiếp theo là câu số 46, phương trình hóa học nào sau đây là sai? Phương trình hóa học nào sau đây là sai? Tí nữa chị với chị sẽ gửi cho thầy. Tí nữa chị với chị sẽ gửi cho thầy cái điểm của các em tối nay để thầy thông báo. Thế thì những bạn nào mà xem lại video live stream về tường này, tag các bạn vào này và điểm nâu 1 thì sẽ có phần thưởng, đúng không? Nâu 2 cũng có phần thưởng, nâu 3 cũng có phần thưởng. Câu 46. Phương trình hóa học nào sau đây là sai? Lưu ý từ sai nhé. Fe cộng H4 loãng. Thế thầy hỏi nhé, sắt cộng H4 loãng thì H4 loãng này là axit loại 1 thì sắt không thể lên sắt dương 3 được mà sắt chỉ lên sắt dương 2 thôi. Đúng chưa? Thế vậy đây là sắt lên sắt dương 3, vậy phương trình sai chặt. Mà sắt phải lên sắt dương 2. Fe cộng clo để tạo thành FeCl3 đúng. FeOH cộng với HCl tạo thành FeCl3 cộng H2O đúng. FeO cộng H2 để tạo thành Fe cộng H2O đúng. Vậy là sai là A. Thấy chưa các em? Rất tốt luôn. Đức Hồng, Ngô Đồng, Quang Nghi Vũ, Cao Quang Hảo, Khánh Võ. Cao Quang Hảo là học sinh
lớp lai thấy sao nhỉ? Câu 47. Câu 47, đợi một tí cho các bạn cùng bấm máy tính nhé. Chúng ta cùng đợi một chút cho tất cả các bạn cùng bấm máy tính xem đáp án là đáp án gì. À, các bạn cùng comment đáp án này xem nào. Kết quả thì ở trong nhóm em nhé. Trong nhóm chị Huế tiệm đó, chị Tuế chị sẽ tăng lên cho các em. Kết quả thi chị Huế chị sẽ đăng lên trên trang cá nhân thầy cho vào trong nhóm các em. Giá vàng nóng đúng không? Hello. Các em cùng comment đáp án cho thầy nhá. Xem là đáp án nào là đáp án chuẩn. Lâu lâu mới live stream với lại bọn chúng nó. Thấy bảo dạo này bọn trẻ thích xem những cái nhân vật khá nổi tiếng. Ok, mình có tiếp này. Câu tiếp theo, câu số 47. Rất nhiều bạn comment Nguyễn Văn Đài, Kim Thạch 7 xe nhá, ngâm một lá kẽm. Câu này câu thuộc về điện hóa này. Để an toàn mình cứ viết phương trình kìa. Kẽm cộng với bạc cộng để tạo thành kẽm 2 cộng cộng với bạc. Mình cất bằng phương trình nhá. 2 này. Số mol của Ag3 bằng 0,2 nhân 0,1 thì bằng 0,02. Được chưa? Giả sử kim loại sinh ra bám hết hoàn toàn vào lá kẽm. Thế vậy mình có này, 0,02 nhân 1 chia 2 thì bằng 0,01. Vậy mình có bạc này sinh ra này bằng 0,02 này. Mình hoàn toàn đến đây này. Ta tìm này, khối lượng lá kẽm tăng. Delta M thì bằng M vào trừ M ra nhá. M vào là gì? Là bạc bám vào này. 0,02 nhân 108. M ra là gì? Kẽm tan ra này. 0,01 nhân 65. 0,02 nhân 108. 0,02 nhân 108 trừ đi 0,01 nhân 65 bằng 1,51 ca. Vậy đáp án đúng chúng ta là tăng lên 1,51. Bởi vì đây là số dương nên là tăng lên 1,51 ca. Vậy đáp án đúng mình là đáp án B. Câu 48 là một câu rất rất nhiều bạn bị sai. Không biết là bao nhiêu bạn đúng. Đây là đề của Sở Giáo dục Hà Nội thi khảo sát lớp 12 trung học phổ thông. Và năm nào đề Sở Giáo dục Hà Nội cũng ra, nó thuộc dạng là khá là sát với đề thi trung học phổ thông quốc gia. Đây là lý do mà tại sao mà thầy lại tổ chức cho các em cái buổi thi thử và cũng là live giải chữa cho team Hà Nội. Đấy, team Hà Nội đâu rồi, chấm cái thầy xem nào. Nguyễn Thế Khải 8A. Đấy, thầy có rất rất nhiều các cái câu hay. Bộ đề của thầy như các em vừa nhìn đấy, cái quyển sách của thầy ạ, là bộ đề đấy là thầy sản xuất cho lớp offline. Mà chính bởi vì là sản xuất cho lớp online nên là thầy in giấy màu hồng để chống photo. Và chủ yếu thầy sản xuất cho offline. Thế nên nhưng mà cũng khoe với team online, nếu online mà muốn thì thầy có thể đặt, thầy có thể chuyển cho các em. Được chưa? Các em chỉ cần chịu phí ship thôi. Ok. Mình sẽ có câu tiếp theo, câu số 48. Trong số các loại tơ sau, loại tơ nhân tạo gồm. Thế thì chúng ta phải nhớ là tơ nhân tạo là gì? Tơ nhân tạo là tơ mà có nguồn gốc thiên nhiên nhưng mà do con người tác động vào, đúng không? Thế thì để mà là tơ nhân tạo thì mình phải loại bỏ những loại tơ thiên nhiên. Tơ tằm là thiên nhiên vứt đi rồi, đúng chưa? Đấy, thế là vứt được anh B nhé. Tiếp tục là tơ nhân tạo thì không phải là tơ tổng hợp. Tơ tổng hợp là 100% là con người. Hội ni lông là hội tổng hợp. Thế thì vứt này, ni lông tổng hợp này, ni lông tổng hợp này. Vậy mình chỉ còn tơ visco và tơ acetat là tơ nhân tạo thôi, chính xác. Tơ nhân tạo còn được gọi là tơ bán tổng hợp. Vậy đáp án đúng mình là đáp án à. Câu 49. Trong các ion, ion có tính ô xóa mạnh nhất là, có rất rất nhiều bạn đang inbox về cho thầy. Xin phép em là tối nay và sáng mai thì thầy sẽ rep lại inbox cho các em nhé. Câu 49 này. Ion có tính ô xóa mạnh nhất là, trong các ion có bạn Trúc Thành, bạn đang bảo là bạn ấy chịu phí ship mà thầy vẫn mãi mà vẫn chưa chuyển cho bạn bởi vì là thầy khá là bận. Thứ hai là cái quyển sách đấy thì thầy ngừng sản xuất rồi, giờ thầy sản xuất cho quyển mới này.
Được chưa? Chúc thành nha. Câu 49. Câu 49. À, đào đi môn tại vì các bạn ấy thi rồi em. Ion có tính ô xóa mạnh nhất là, bạn vừa thi xong. Ion có tính ô xóa mạnh nhất là, lưu ý này. À, thế thì mình phải đọc thôi. Khi nào ba cần mua áo giáp sắt nên sang phố hỏi cửa hàng Afio. Vậy mình có là sắt ba cộng đứng sau đầu. Thầy sắp xếp nhé. Áo này, mua này, áo này, giáp này, sắt này. Như sắt này nên là sắt dương 2, sắt cộng 2. Nên sang phố hỏi cửa này, hàng, ở vị trí của hàng này thay thế bằng sắt ba cộng. Thế vậy đây là chiều này, chiều từ trái sang phải là chiều tính xóa giảm. Về chiều ngược lại tính xóa tăng. Vậy là sắt 3 cộng thì là có tính ô xóa mạnh nhất. Sorry, từ trái phải là tính ô xóa tăng. Lỗi, tính ô xóa tăng. Sắt 3 cộng thì là tính ô xóa mạnh nhất. Được chưa? Vậy đáp án đúng của mình là đáp án này. Hoàng Tấn Dũng, ok. Tốt, Minh Anh Phạm, chính xác. Rất tốt. Đấy, các em giúp thầy xe xong rồi xe video lại về tường. Xong tác các bạn, các em vào trong video live stream này nhé. Câu 50 này cũng là một câu trắc nghiệm lý thuyết. Rất rất nhiều bạn sai. Thầy nghĩ là vậy bởi vì khá nhiều bạn bị mắc bẫy ở trong câu 50 này. Bị lừa rồi Nguyễn Thế Khải. Đấy, một lần bị lừa là một lần nhớ, không có vấn đề gì phải lo hết. Học sinh của thầy nó phải trâu và chất. Thấy chưa? Mình tiếp tục nhá. Mình tiếp tục nhá. Câu tiếp theo, câu số 50. À, thầy chữa như thế này thì có nhanh lắm không các em? Các em có theo kịp không? Bạn nào mà theo kịp thì chấm ngay thầy xem này. Thầy đang không biết là thầy chữa này có nhanh quá không ấy. Những bạn nào mà vẫn theo kịp thì chấm thầy nghe. M thì chắc là do tay thế. Các em ơi, thầy chữa này có nhanh không? Nhanh hay chậm? Hay là vừa? Để thầy còn biết đường thì tăng tốc hay giảm tốc. Câu số 10. Phát biểu nào sau đây là đúng? Các amino acid là chất lỏng ở điều kiện thường sai. Nó phải là chất rắn nhá. Tất cả các peptide đều có khả năng tham gia phản ứng chủ ngưng. Tất cả các peptide đều có khả năng tham gia phản ứng chủ ngưng. Chưa rõ đâu, bình tĩnh. Trong môi trường kiềm, các peptide đều có phản ứng màu ure sai. Đi peptide trở lên. Liên kết peptide là liên kết giữa COOH giữa hai đơn vị alpha amino acid. Đúng. Thế vậy xem nào. Tất cả các peptide đều có khả năng tham gia phản ứng chủ ngưng. Chưa ổn, đúng không? Cái đáp án đúng của mình phải là gì? Liên kết peptide là liên kết COOH giữa hai đơn vị alpha amino acid. Đáp án đúng, đáp án D. 50 đáp án D. Câu 51. Câu 51 này. Khi xà phòng hóa chất béo thì thu được sản phẩm là. Thế thì chất béo thì có dạng như này. R COO tất cả 3 lần C3H5. Xà phòng hóa là tác dụng với lại NaOH. Thì nó tạo thành R COONa cộng với lại C3H5 OH 3 lần. Thì xà phòng hóa chất béo thì chắc chắn mình thu được xà phòng nhá, cộng với lại glycerol. Và bởi vì thu được xà phòng và glycerol. Wow, rất nhiều bạn đang comment 51 này. Cướp biển, Trần Ngọc Huệ, Thuận Văn Châu rất tốt. Thì nó phải là muối của axit béo và glycerol. Vậy đáp án đúng mình là đáp án C. Ok chưa cả nhà? Oh. Hello, chị Huế đã gửi điểm cho chúng ta. Wow. Tối nay có hai bạn được 10 các em ạ. Hai bạn được 10 vậy là hai bạn đứng đâu một rồi. Hai bạn được 10 của tối ngày hôm nay. Chúc mừng bạn Phạm Huy Cảnh. Bạn Phạm Huy Cảnh. Học sinh trường Trung học phổ thông Bắc Đông Quan. Trung học phổ thông Bắc Đông Quan. Bắc Đông Quan. Được 10 điểm. Bạn Phạm Minh Anh. Bạn Phạm Minh Anh. Trung học phổ thông Hồng Quang. Phổ thông Hồng Quang. Cũng được 10 điểm luôn. Thì chúc mừng hai bạn đâu một. Inbox ngay cho thầy nhá. Inbox ngay cho thầy để được thầy tặng khóa like.
Giải 30 đề, chỉ giải 600.000. Ok chưa? Nhớ này, Phạm Minh Cảnh này, Phạm Minh Anh này, nhớ inbox ngay cho thầy nhá. Bắt đồng quan Thái Bình, đúng rồi, Hoàng Tấn Dũng. Ok. Tiếp tục nhé. Câu số 52. Câu số 52. Trong công nghiệp, đấy, trong cái nhóm like của thầy toàn dân dã man thôi. 10 điểm, thầy không ngờ. Có hai bạn được 10 điểm. Hai bạn được 9,75. Ba bạn được 9,5. Một bạn được 9,25. Một bạn 8,75. Đồng lắm. Nào mình tiếp nha. À, có bạn là Nguyễn Thị Hiên trung học phổ thông Quỳnh Côi được 8,25 điểm. Tí nữa thôi thì chị Huế chị sẽ đăng ở trong cái nhóm của mình. Các em có thể vào để các em theo dõi lại điểm nhá. Bắc Kim Than và Vàng Quang. Ok, câu 52. Câu 52, trong công nghiệp quặng bauxit được dùng để làm nguyên liệu chính để sản xuất kim loại nào? Thì các em lưu ý quặng bauxit là Al2O3. Thế thì quặng bauxit này thì được để điều chế nhôm, làm đúng đáp án B. Câu 53 này. À, cho 3 amino acid Hồng Quang à Hải Dương à? À thầy không biết. Thank you Đỗ Việt Anh. Vậy là một bạn Thái Bình, một bạn Hải Dương. Châu Vãi. Câu 53. Cho 3 amino acid số tripeptide tối đa chứa đồng thời cả 3 gốc amino acid trên có thể tạo thành là. À, Trương Quang à, mua khóa thì inbox cho thầy nhá. Và thầy hướng dẫn, được chưa? Những bạn nào mà muốn mua khóa live giải full 30 đề của thầy thì trong đấy thì rất nhiều chiêu của thầy, chiêu độc. Các bạn đang làm phiền tận óc. Cho 3 amino acid số tripeptide tối đa chứa đồng thời cả 3 gốc amino acid trên. Thế thì mình chú ý này, số tripeptide mà chứa đồng thời cả 3 thì nó là 3 dây thừa. 3 dây thừa thì bằng mấy? 6 đúng không? Đúng, mình đã bảo dây. Rất tốt là tao tu tora, sa tu tora cấp biển. Mình sang câu tiếp theo, câu số 54. Câu số 54 Nguyễn Hiền comment rất nhiều nhá. Cảm ơn các em. Nhanh tay xe lại về tường xong rồi tát tất cả các bạn vào trong video livestream. Hai bạn được 10, chị Huế chị bảo là chị cũng thích. Bởi vì là khi mà cống hiến cho thầy và cống hiến cho các em thì lại có rất rất nhiều bạn thi và rất rất nhiều bạn được điểm cao. Khá là vui. Các em nhớ lịch live, lịch thi liên tục được tổ chức vào 20 giờ tối thứ ba à tối thứ hai hàng tuần. Tiếp này sang câu 54 nhá. Sang câu 54. Trong số kim loại sau, số kim loại có phản ứng với dung dịch H4 loãng. Số kim loại có phản ứng với dung dịch H4 loãng. Lưu ý. Thì cho vậy là nó có ăn nhau với H4 loãng nha. Magie có, kim loại cứ đứng trước hydro thì ăn nhau. Cứ đứng trước hydro thì ăn nhau H4 loãng. Magie có này. Kẽm có, sắt có, bạc không. 1 2 3 anh. Vậy đáp án đúng đáp án gì? Rất tốt. Ra câu tiếp. Câu 55, thành phần chính của quặng manhetit. Đấy, cái chỗ quặng này các em cần nốt tí này. À, mình có Fe2O3 là quặng hematit. Hematit. Fe3O4 là quặng manhetit. Manhetit. FeCO3 là quặng siderit. Fe S2 là quặng pyrit. Thế vậy ở đây thì bài hỏi chúng ta là quặng manhetit. Manhetit là Fe3O4. Đáp án đúng đáp án D nhé cả nhà. Đặt công danh tốt. Lương Đức Hồng Biên tốt. Nguyễn Văn Tài tốt. Câu 56. Nhiều bạn inbox hỏi cứ lo bảo thầy ơi em chưa học hết chương trình thì em luyện đề liệu có ổn không? Bảo, ổn hết em ạ. Chưa học hết chung chương trình luyện đề vào thì là sẽ học hết. Chứ còn không luyện đề cứ mãi mãi đợi đến lúc hết chương trình thì còn lâu mới hết được chương trình. Nhiều thầy cô dạy chậm lắm, còn các lớp óc của thầy thì xong hết chương trình từ lâu. À, mình tiếp tục nhé, sang câu 56. 56 nhận xét nào sau đây là đúng? Yêu cầu nhận xét đúng nhé. Khi thủy phân CH3COCH nối đôi CH2 bằng dung dịch NaOH thu được muối và ancol tương ứng. Lưu ý thằng này thu được muối là CH3CONa nhưng không thu được ancol đâu. Thằng này thu được anhít các em ạ. Anhít của nó là CH3CHO. Thế vậy là không phải thu được muối và ancol, sai. Muối natri stearat không thể dùng để sản xuất xà phòng, sai. Muối natri của axit béo được sản xuất để được sử dụng làm xà phòng. Phản ứng thủy phân Hete trong môi trường axit là phản ứng một chiều, sai. Nó phải phản ứng hai chiều. Vinin acetat thì vẽ cho chúng ta nhìn vinin acetat nhá. Em nhìn kỹ này, vinin acetat này.
Vinin acetat là CH3COOCH nối đôi CH2. Metinacrilat C nối đôi CCOOCH3. Hai anh này đều có nối đôi. Thì đều có khả năng tham gia phản ứng trùng hợp, chính xác. Vậy đáp án đúng của mình phải là đáp án D. D. 56 mình đáp án D em ạ. Lương Đức Hồng. Lương Đức Hồng. Tốt. Uầy, Lương Hồng comment nhiều ghê. Rất tốt. Dương Công Đức. Dương Đức Hồng thì vừa nhìn lẻ. Câu 57 nào. Câu 57. Cho các dung dịch riêng biệt, số dung dịch tác dụng với lượng dư KH thu được kết tủa là. Thì KH cộng với BaCl2 thì không thu được kết tủa nhé. Cộng với MgSO4 thì mình thu được kết tủa là MgOH 2 lần. Các em ơi, các em thấy thầy giảng có chậm không hay là nhanh quá? Bạn nào mà thấy nhanh thì comment xuống ở đây giúp thầy nhé. Bạn nào mà thấy nhanh thì comment xuống. Bạn nào thấy vừa thì chấm cái. Được chưa? Lưu ý này, đây là dư cao á thì kết tủa A, bởi vì do có từ dư này thì không tồn tại kết tủa ALH 3 lần. Thế là FeOH 3 lần nữa. Vậy thầy thu được hai kết tủa thôi. Anh MgOH 2 lần thầy nói thêm cho các em nhé. Anh này là kết tủa màu trắng. FeOH 3 lần là kết tủa màu nâu đỏ. Thế vậy mình có hai kết tủa, đáp án đúng đáp án C. Ok. Câu 58. Câu 58. Để rửa lọ đã đựng anilin. Để rửa lọ đã đựng anilin thì người ta dùng dung dịch gì? Thế mình lưu ý này. Anilin chúng ta là C6H5NH2, thằng này có tính bazơ yếu. Tính bazơ yếu. Thế thì để rửa cái lọ mà chứa nó. Để rửa cái, bởi vì thằng anilin rất là khó rửa. Để rửa lọ mà chứa nó phải cho nó tác dụng với một thằng mà có tính axit. Thế thì không thể dùng cùng thằng bazơ được, NH3 không được, NaOH không được, NaCl không được, mà chỉ có thể sử dụng thằng HCl. Bởi vì thằng anilin tác dụng HCl thì nó tạo thành C6H5NH3Cl các em ạ. Và nó tạo thành C6H5NH3Cl, nó là muối, muối thì nó tan nhá. Ok, biên chính xác, cướp biển chính xác, Dương Công Đức. Thầy thấy là có bạn cướp biển này, bạn biên này, bạn Dương Công Đức, bạn Nguyễn Hiền comment từ đầu đến giờ. Và các bạn hình như comment rất đúng, rất nhiều. Đúng cực kỳ nhiều luôn. Câu 59, một loại nước cứng khi được đun sôi loại bỏ kết tủa thì thu được nước mềm. À, nước cứng mà đun sôi nhé thì tạo thành nước mềm, vậy tương đương với là cứ đun sôi thì nó là nước cứng không toàn phần, hay gọi là nước cứng tạm thời. Thế nước cứng tạm thời thì trong nó chỉ có chứa HCO3 trừ thôi ạ. Anh này Cl trừ S4 thì là vĩnh cửu rồi, vứt. HCO3 trừ Cl trừ là toàn phần rồi. HCO3 trừ Cl trừ là toàn phần rồi. Chỉ có đây CaHCO3 lần và MgHCO3 lần. Tại sao? Tại sao đun sôi là bỏ hết cái tủa thì thu được nước mềm? Mấy con biết một điều rằng là CaHCO3 lần và MgHCO3 hai lần khi đun sôi ấy, thì viết đun sôi này thì này nó tạo thành CaCO3 kết tủa xuống này cộng với lại CO2 bay lên này cộng với lại H2O này. Đúng chưa? Thế vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án C. Ok chưa? Mình sang câu tiếp theo, câu số 60. Câu số 60. À, cho các chất, số chất vừa tác dụng dung dịch HCl. Có hai bạn được 10 nhé. Có hai bạn được 10. Vô tí họ ạ. Có hai bạn hôm nay được 10. Chính xác nước cứng tạm thời, Cao Quang Hảo. Câu 60. Đấy các em thấy là phần chữa đề của thầy, thầy luôn luôn sưu tập những cái đề chất sát với đề thi trung học phổ thông quốc gia để cho các em cùng làm. Và những cái câu hỏi lý thuyết này sau khi các em làm xong đây, hôm mà đi thi các em sẽ thấy nó gần như là chẳng chạch cùng, gần như là giống hết. Câu 60. 60 đến mốc 5 điểm này. À, cho các chất nhôm Al2O3, Magie, NaHCO3, số chất vừa tác dụng gì HCl, vừa tác dụng NaOH. Nhôm là vừa tác dụng HCl, vừa tác dụng NaOH rồi. Al2O3 là oxit lượng tĩnh có rồi. Magie không, Magie chỉ tác dụng HCl chứ không, Magie không tác dụng NaOH loại. NaHCO3 thì HCO3 thì vừa tác dụng với HCl, vừa tác dụng NaOH. Thầy viết phương trình nhé. NaHCO3 này cộng với lại HCl thì nó tạo thành NaCl cộng với H2O cộng với lại CO2 bay lên. Còn tiếp thằng NaHCO3 mà tác dụng với NaOH thì nó tạo thành Na2CO3 cộng H2O. Thế vậy nó vừa tác dụng cả hai. Vậy thầy có 1, 2, 3 anh. Vậy đáp án đúng của thầy là đáp án C. Câu 61. 61. Amin nào dưới đây là amin bậc 1? Amin nào dưới đây là amin bậc 1? Amin bậc 1 là amin mà trong phân tử chứa nhóm NH2. Vậy cứ thằng nào có nhóm NH2 thì nó là amin bậc 1. NH là bậc 2 vứt.
N2 này bậc 1 này. N là bậc 3 vứt. NH là bậc 2 vứt. Vậy chị có đáp án đúng là đáp án C. Cứ chứa nhóm N2 thì nó là amin bậc 1. Rất tốt, Nguyễn Thế Khải, Cướp Biển, Cao Quang Hảo. Đấy, ba bạn này cứ thay nhau comment đáp án đầu tiên nhé. Rất tốt luôn. Câu 62. Câu 62 là cho các hợp kim sau. Cho các hợp kim sau. Khi tiếp xúc với dung dịch chất điện ly thì hợp kim có sắt bị ăn mòn trước là. Thế mình lưu ý này. Hợp kim ấy thì có hai kim loại kết hợp với nhau đúng không? Thì thằng sắt bị ăn mòn trước hay là kim loại bị ăn mòn trước? Kim loại bị ăn mòn trước. Các bạn đang theo dõi video livestream, thầy nhanh tay giúp thầy share lại video livestream lên tường các em nhá. À, để chống nó bị trôi đấy. Kim loại bị ăn mòn khi và chỉ khi là kim loại hoạt động hơn. Kim loại hoạt động hơn. Và kim loại hoạt động hơn thì tương đương với việc đó là kim loại có tính khử mạnh hơn. Có tính khử mạnh hơn. Thầy không chữa full được vua tí hon ạ. Thầy chỉ chữa được đến câu 28 thôi. Sau đó rồi thầy lại phải chữa trong nhóm live cho các bạn. Đấy, kim loại có tính khử mạnh hơn. Thế vậy bây giờ trong cái công việc chúng ta đi tìm thằng nào có sắt bị ăn mòn trước thì chắc chắn là thầy đi tìm cái thằng nào mà thằng sắt hoạt động mạnh hơn, đúng không? Sắt tính khử mạnh hơn, sắt mạnh hơn đồng, một được. Sắt yếu hơn kẽm, loại 2. Thế là có một mà không có hai. Đây, có hai này vứt này. Có hai này vứt này. Có hai này vứt. Vậy là chỉ có 1, 3, 4 xem nào. 3 này. Sắt tính khử mạnh hơn, đúng. Khi nào ba cần mua áo giáp sắt nên sang, sắt mạnh hơn, đúng. Vậy là đáp án đúng đáp án gì? 1, 3, 4. Thầy còn test lại được, đúng không các em? Wow. Nguyễn Hiền rất tốt. Câu 63. Nguyễn Hiền như là ngồi cuối cùng trong lớp óc của thầy đấy. Chăm chỉ học vào suốt ngày mất trật tự. Câu tiếp theo, câu số 63. Trong số các kim loại nhôm, bạc, sắt, đồng, kim loại có dẫn điện tốt nhất. Nhôm, bạc, sắt, đồng, kim loại có tính dẫn điện tốt nhất. Là thằng nào? Bạc, đúng không? Đáp án đúng, đáp án B. Tốt, Minh Anh tốt. Minh Anh Phạm tốt. Minh Anh Phạm như là bạn được 10 điểm hay sao nhỉ? 64, chất nào sau đây có phản ứng tráng bạc? Thế mình lưu ý này. Tráng bạc khi và chỉ khi có nhóm chó hoặc đầu nó có HCO. Thế vậy mình có này, anh này đầu có HCO này. Anh này không có, anh này không có, anh này không có này. Vậy đáp án đúng đáp án này. Được chưa? Câu 65. Câu 6 là bóng đá Việt Nam là cái gì? Tối nay có bóng đá. Thầy chẳng quan tâm ấy. Câu 65. À, trong các kim loại liti, natri, kali, cesi, kim loại tính khử mạnh nhất. Kim loại tính khử mạnh nhất. Tính khử mạnh nhất. Thế thì từ liti đến lại cesi thì tính khử tăng. Vậy tính khử mạnh nhất chắc chắn là cesi. Đáp án đúng đáp án gì? Ok, dễ không? Sang câu 66 nha các em. Sang câu 66 nha. Thổi từ từ CO2 đến dư. Câu này câu đồ thị hình vẽ này. Thổi từ từ CO2 đến dư vào dung dịch chứa CaOH 2 lần. Số mol CaOH 2 lần bằng 0,12 mol. Sự phụ thuộc vào số mol kết tủa thu được biểu diễn theo sơ đồ sau. Sơ đồ sau. Đây. CO2 này vào CaOH 2 lần. Được chưa? Được biểu diễn ở sơ đồ sau. Thế này đây mình có này. Đây số mol Ca CO3, số mol kết tủa. Số mol kết tủa có 2 điểm dừng. Dưới là số mol CO2 AB. Đúng không? Số mol kết tủa bằng nhau. Thế thì vậy ở đây là bài toán 2 trường hợp. Đúng không? Đây là bài toán 2 trường hợp. Thế bài toán 2 trường hợp thì mình có này. Đây là số mol CO2 này, trường hợp thứ nhất là số mol CO2 bằng A mol. Trường hợp số 2 số mol CO2 bằng B mol. Được chưa? Thế giờ thì xét trường hợp thứ nhất này. Trường hợp thứ nhất bên này. Vậy là CO2 cộng với CO2 lần thì chỉ tạo thành kết tủa CaCO3. Đúng chưa? Thế ở trường hợp này thì đi bảo toàn nguyên tử nguyên tố carbon luôn. Carbon đây là A thì đây cũng là A, vậy số mol kết tủa bằng A mol. Trường hợp số 2. Số mol CO2 là B. Đây này, trường hợp số 2 đây. Đây là trường hợp 1. Chỉ tạo thành kết tủa CaCO3. Trường hợp số 2. Sườn bên này là tồn tại kết tủa CaCO3 và CaHCO3 hai lần. Thì B mol CO2 vào trong CaOH 2 lần 0,12 mol. Thì nó tạo thành hỗn hợp gồm
CaCO3 này, CaHCO3 hai lần này. Kết tủa giữ nguyên nhé, do số mol kết tủa hai phần bằng nhau này. Nên đây là amon thì đây cũng là amon. Vậy em nhìn kỹ nhé, đến đây thì bảo toàn nguyên tử nguyên tố canxi này. Thì bảo toàn nguyên tử nguyên tố canxi này, 0,12 trừ đi A. Được chưa? Thế vậy sau đó thì bảo toàn nguyên tử nguyên tố carbon. Bảo toàn carbon thì có này, B mol này thì bằng này, A mol này cộng với 2 nhân 0,12 trừ A. Hoàn toàn đây ta được bằng A cộng với 0,24 trừ 2A và bằng 0,24 trừ A. B bằng 0,24 trừ A. Suy ra B bằng 0,24 trừ A. Vậy đáp án đúng mình là đáp án B. Wow. Đấy, một câu đồ thị hình vẽ cực kỳ dễ dàng và thầy đã giúp các em chinh phục được. Rất là dễ. Vấn đề ở đây mình phải hiểu bản chất thì mình có làm được, đúng không? Chứ cứ học cái kiểu chém gió này không bao giờ được. Chắc chắn. À, mình sang câu tiếp theo, câu số 67. Câu số 67. Nhỏ từ từ đến dư dung dịch NaOH, NaOH này. Đến dư và dung dịch chứa chất tan X. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thì dung dịch trong suốt. Thế giờ mình đi test Ia này. NaOH mà cộng với lại CaHCO3 hai lần ấy thì nó tạo thành gì? Hello Minh Thiện. Chưa gặp câu này bao giờ. Dĩ nhiên. Học thầy nó phải khác. OH trừ cộng HCO3 trừ thì nó tạo thành là CaCO3. Kết tủa rồi, không thể dung dịch trong suốt được. Vậy loại đáp án này. Được chưa? NaOH dư. Tương tự cộng với FeOH 3 lần thì chắc chắn nó sẽ tạo thành kết tủa FeOH 3 lần. Vượt tiếp. Thằng này tương tự tạo thành kết tủa MgOH 2 lần. Vượt tiếp. Vậy chỉ có NaOH cộng với Al3 cộng thì đầu tiên nó đến kết tủa là AlOH 3 lần. Nhưng do OH trừ dư, đây này, để bài cho dư này, lại đớp tiếp với OH trừ nữa để nó tạo thành AlOH 4 lần trừ. Thì thằng này tan. Vậy đáp án đúng mình là đáp án B. Ok, cả nhà ơi. À, chúng ta sang câu cuối cùng của tối ngày hôm nay. Câu 68, còn lại từ câu 69 thầy xin phép tất cả các bạn và các em thầy quay trở lại vào like cho nhóm live VIP của thầy nhá. Được chưa? Các em nhớ lịch live hàng tuần của thầy là vào tối thứ hai chúng ta có thi thử. Và bạn nào được giải nhất thì bạn ấy sẽ được thầy tặng, tuần sau sẽ một món quà đặc biệt, đó là quyển sách mà thầy vừa mới sản xuất ra. 68. Hỗn hợp X gồm 2 ete đơn chức cho 0,5 mol X. X gồm 2 ete đơn chức này. 0,5 mol X, X 0,5 mol mà tác dụng với dung dịch AgNO3 trong NH3 thì thu được bạc. Số mol bạc 43,2 chia cho 108 thì bằng 0,4. Vậy thì có này, 0,4 chia cho 0,5 thì bằng 0,8 nhỏ 1. Điều này chứng tỏ là chỉ có 1 ST trắng bạc, còn một ST còn lại không. Không trắng bạc. Nhìn này, một ST trắng bạc, một ST không. 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 Không loại được thằng nào. Đúng chưa? Không loại được thằng nào. Thế mới nhỏ. Nhưng chúng ta biết được một điều nữa ở trong cái này này. Nhưng mà từ từ tí thì mới nói nhá. Ta biết được một điều nữa trong anh này. Cho 10,5 gam X tác dụng với KOH vừa đủ thu được hỗn hợp 2 muối. X 10,56 này. X 10,56 này. Tác dụng với KOH vừa đủ thu được hỗn hợp 2 muối của 2 axit đồng đẳng liên tiếp. 2 ancol đơn chức của 2 đồng đẳng liên tiếp. Ôi khó nhỉ. Thế thì có khả năng này này. Có khả năng 2 ST này, 2 KT đồng phân. Hoặc cũng có khả năng là 2 ET này hơn kém nhau tận đến 4 carbon. Đúng chưa? Thế vậy đây mình có đó. Xem nào. KOH vừa đủ thu được 2 muối của 2 axit đồng đẳng kế tiếp và 6 phẩy muối này. Cộng với ancol này. 6,192 gam 2 ancol. Công thức của 2 ET này. Wow. Câu này khá hay đấy. K
Thế cái lưu ý này, muối của hai axit đồng đẳng liên tiếp ấy, thì thầy biết chắc chắn một muối là Fe trắng bạc, một muối chắc chắn là HCO. Thế muối còn lại thì chắc chắn là HCONa, thì muối còn lại chắc chắn là CH3CONa, không gì phải bàn, đúng chưa? Thế thì HCO và CH3 này, HCO CH3 này, HCO CH3 này, HCO CH3 này, không loại được nào. Tiếp tục là hai ancol no đồng đẳng liên tiếp, anh này đồng đẳng, anh này đồng đẳng liên tiếp, anh này đồng đẳng liên tiếp, anh này đồng đẳng liên tiếp, đúng chưa? Đấy, nó khó khăn là điểm đấy. Thế thì ta có không em ạ? Thầy phải chữa trong nhóm live chạy cho các bạn cùng học. Ok, ôi bị mờ. Thầy dừng dừng lại một tí để cho các em quan sát nha. Khó không? Khá khó đúng không? Đề của thầy Minh lúc nào mà chả khó, có bao giờ dễ đâu. Bảo toàn khối lượng, làm gì có khối lượng mà bảo toàn ở Minh Anh. Hai phần này khác nhau, đây đồng đẳng liên tiếp thôi, đây chỉ cho khối lượng este và chỉ cho khối lượng ancol. Em không thể bảo toàn được bởi vì em chưa biết được KH và chưa biết được muối như thế nào, đúng không? Em muốn bảo toàn khối lượng em phải biết được là KH như thế nào cơ. Đấy, câu này rất là hay luôn. Không phải bạn nào cũng làm được câu như này, đúng không? Kinh điển lắm, dã man lắm. Thế ở đây nhá, các em chú ý này. À, thầy mới lúc nãy các em có nhớ lúc nãy thầy bảo các em không? Đây là cái chỗ này là cần lưu ý này. 0,8. 0,4 chứ 0,5 bằng 0,8. Thế vậy là chắc chắn là có một este phản ứng được với thằng AgNO3, đúng không? Thế thì số mol này của nó là trắng bạc, số mol của bạc bằng 0,4, vậy suy ra số mol của thằng este là 0,4 chia cho 2 thì bằng 0,2. Vậy anh này bằng 0,2 này. Một thằng là 0,2 trong X này. Một este có dạng là HCOO R phải. Một thằng là CH3 COO R phải, đúng chưa? Thì số mol anh HCOR phải bằng 0,2, thì số mol anh còn lại còn 0,3, đúng chưa? Thế thì ở trong thằng X này này, trong thằng X này này, thì thầy đặt nhé, HCOOR phải sẽ là 2A, thì CH3COOR 2 phẩy sẽ là 3A, đấy chưa? Một thằng 0,2 và thằng 0,3 mà, thì có phải tỷ lệ 2 chia 3 thì thằng này đặt là 2A thì thằng này là 3A không? Được chưa? Thì nó tạo thành HCOOK, sorry cho em, đây cộng cao hết, và CH3COOK nhá. Thế thì ROH ancol này có phải là bằng 2A cộng 3 là 5A mol không? Anh này là 2A, anh này 3, được chưa? Thế đến đây thì mới đi bảo toàn khối lượng, được chưa? Đến đây thì mới đi bảo toàn khối lượng. Bảo toàn khối lượng các em nhìn nhá, bảo toàn khối lượng này 10,56 cộng với này, đầu này là đầu R đúng chưa? Đầu này là đầu R, hơi khó nhỉ. À rồi rồi, ok ok các em nhìn kỹ này, không phải bảo toàn khối lượng, không phải bảo toàn khối lượng đâu, mà ở đây thì nhìn nhá, tăng giảm khối lượng hay hơn, tăng giảm khối lượng, tăng giảm khối lượng hay hơn. Các em nhìn này, thằng X này là 10,56 này, thằng ancol này 6,192 này, và ancol của thầy nó là R phẩy OH, một thằng là R phẩy OH, một thằng là R2 phẩy OH, đúng chưa? Thế vậy thì sẽ có này, 10,56 trừ đi 6,192 sẽ bằng 5A nhân với mở ngoặc đơn này. Cụm này biến đổi đúng không? Đây cụm này, HCO thì biến về H, vậy là HCO, thế là 1 bỏ đi, trừ đi 1 đang không mà thầy ơi, đang gọi mà thầy ơi. Đây đây đây, thầy ghi lại cho các em cùng nhìn nhé, thầy ghi lại cho các em cùng nhìn câu này nhé, rất là dễ thôi. Đây này,
Thầy ra được rồi này. HCOOR phải tách ra đây cho các em dễ nhìn. 2A. CH3COOR2 phải 3A. Khối lượng lần này bằng 10,56 này. Thì biến anh này là R phải OH cũng là 2A. R2 phải OH là 3A. Được chưa? Mà khối lượng này bằng 6,192. Vậy có phải thầy sẽ có này. 10,56 trừ đi 6,192 sẽ bằng cụm này trừ cụm này. Bởi vì phần này phần cố định này. OR này. RO cố định này. Đúng chưa? OR phải cố định này. R2,O cũng cố định này. Đúng chưa? Vậy sẽ bằng 2A này nhân với mở ngoặc đơn này. Cụm này 1 cộng 12 cộng với lại 16. 1 cộng 12 cộng 16 bằng 29 trừ đi 1 cộng với 3 nhân mở ngoặc đơn. Cụm này là bằng 15 cộng 12 cộng 16 bằng 43 trừ đi 1. Vậy nên ta tìm được A. A bằng 10,56 trừ đi 6,192 bằng chia cho mở ngoặc đơn 2 nhân 28 cộng 3 nhân 42. Ơ thầy bấm nhầm sao nhỉ? Bảo toàn khối lượng à? Đợi tí. Được chưa? Vậy đây ta có này. 2A nhân 29 trừ 1 cộng 3A nhân với 43 trừ 1 10,56 trừ đi 6,192 bằng 10,56 đúng không? Trừ đi 6,192 đúng rồi bằng chia cho mở ngoặc đơn 2 nhân với lại 28 cộng với 3 nhân với 42 0,024. A bằng 0,024 các em nhé. A bằng 0,024. Với A bằng 0,024 đề bài hỏi chúng ta là công thức của 2ST. Thế với A bằng 0,024 rồi. Vậy suy ra ta được 2A này thì bằng 0,048 này. Đây thằng 2A bằng 0,048. 3 thì bằng 0,072. Đúng chưa? Ok, thank you. Chính xác. Thế vậy hoàn toàn đến đây sau khi ta tìm được A rồi nhá. Vậy thì sẽ có này, ST này. ST thì ghi ở dưới này. Đây, khối lượng 10,56 này. Thì bằng, vậy hoàn toàn ta được 10,56. Thì bằng, anh này là bằng mở ngoặc đơn là 45 cộng R phải. Đúng không? 45 cộng R phải. Đúng chưa? Thế thì bây giờ thầy sẽ đặt là R trung bình nhé. 45 cộng R phải 45 cộng R phải nhân với 0,048 cộng với lại anh này là 15 cộng với 44 59. 59 cộng R 2 phải nhân với lại 0,072 thì bằng. Đến đây thì tìm được 10,56 này. 45 0,048 nhân R phải này cộng với lại R 2 phải nhân với 0,072. Như này thì không hay cho lắm. Như này thì thầy nên đi tìm R trung bình thì nhanh hơn. Đúng không? À, thầy có phân tử khối trung bình thì nhanh hơn đấy. Đúng không các em? Thầy chơi theo kiểu phân tử khối trung bình nhá. Thầy chơi theo kiểu phân tử khối trung bình cho nó dễ. Thế thì ancol này của thầy đây này. Ra 6,192 này, 5A này thì bằng 5A thì 5 nhân 0,024. 5 nhân 0,024 bằng 0,12. 0,12 này. Thế thầy có này, ancol này của thầy là R trung bình này. OH cho nó dễ thì bằng 6,192 chia cho 0,12 thì bằng 6,192 chia cho 0,12 51,6. Vậy ta có R cộng với 17 thì bằng 51,6. Suy ra R bằng 51,6 trừ đi 17 34,6. R bằng 34,6 thì ngay lập tức ta sẽ có 5 giữa đúng không? 5 giữa thì anh này là bao nhiêu nhỉ? 29
anh này là 43, lớn hơn 29, nhỏ hơn 43. Đúng chưa? Anh này 15 foot này. 15 29 foot này. Đúng chưa? Anh này 15 29 foot tiếp này. Đấy chưa? Vậy mình còn là xe 25 này, xe 37 này. Và xe 37 này, xe 25. Được chưa nào? Đấy. Được chưa? Vậy là mình chỉ còn đáp án A và đáp án B. Thế bây giờ giữa thằng A và thằng B thì chọn thằng nào? Thế giờ mình mới xem ở cái chỗ là thằng đầu HCO của thầy có số mol của nó là bằng 0,048 này, thằng này bằng 0,072. Thì mình bấm thử nó là sao? 0,048 0,048 nhân với mở ngoặc đơn là 45 cộng với 12 nhân 3 cộng 7 cộng với 0,072 nhân mở ngoặc đơn 15 cộng 44 cộng với 29 10,56. Được. Ý B này. 0,048 nhân mở ngoặc đơn này 45 cộng 29 cộng với 0,072 nhân mở ngoặc đơn 15 cộng 44 cộng 12 nhân 3 cộng 7 bằng 10,896. Vậy là sai. Vậy đáp án đúng chúng là đáp án A. Ok. Lập hệ ra luôn. Xong nhá. Xong rồi nhá. Hello các em. Đấy là câu 68 với lại cách làm cực kỳ chậm. Thầy nghĩ rằng là có khá nhiều bạn sẽ không thể nhìn được cách nhanh với câu 68 này. Thế nên thầy giải cách chậm để dành cho tất cả các bạn và các em cũng để tham khảo. Bây giờ thì thầy sẽ giải tiếp từ câu 69 cho đến câu số 80 ở trong nhóm live của thầy. Bye bye, hẹn gặp lại các em vào tối thứ hai hàng tuần. Chào tạm biệt.